em dân chủ Phạm Văn Trội với tay tiếng gian lận tài chính. Phạm Văn Trội sinh năm 1972, sống tại huyện Thường Tín, đã có hai con nhỏ. Với hội anh em dân chủ, Phạm Văn Trội được xem là chủ tịch khai sinh ra tổ chức cùng với Nguyễn Văn Đài. Một con buôn dân chủ luôn khôn ngoan, nhận chức phó hay tư vấn hay quản lý tài chính cho cả tá tổ chức đấu tranh dân chủ mà ông ta khai sinh. Về bản chất, Phạm Văn Trội được xem như lính kiểng được đài sắp xếp vị trí trong hội vì không có được trình độ, ảnh hưởng với các ông chú hải ngoại, các đại sứ quán nước ngoài hay khả năng dẫn dắt đồng bọn trong hội này như đài. Ông Phạm Văn Trội đã gắn bó với Nguyễn Văn Đài từ trước khi nhập kho lần đầu. Theo một phóng sự của báo An ninh Thế giới Online, thì khoảng năm 2006, khi các tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam, Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân Việt Nam, họp mặt dân chủ của Vũ Quốc Dụng, Phạm Nam Định, và đoàn viết hoạt đổ tiền vào cho Nguyễn Văn Đài lập ra Ủy ban Nhân quyền Việt Nam và hãng tin tự do thì Phạm Văn Trội đều là thành viên hưởng lương. Nguyễn Văn Đài đã viết thư đề nghị Phạm Nam Định tài trợ cho Ủy ban Nhân quyền Việt Nam 850 đô la mỗi tháng, trong đó Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội lĩnh 200 đô la mỗi người, Lương Duy Phương và Bạch Ngọc Dương mỗi người lĩnh 150 đô la và 150 đô la còn lại được dùng để trả chi phí văn phòng. Ngoài ra Ông trội cũng đi thu thập thông tin nội bộ, đơn thư khiếu nại của quần chúng nhân dân, sau đó tung lên mạng internet, chuyển cho Ngô Thị Hiền, chủ tịch, tổ chức phản động, ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam ở Mỹ và nhân viên sứ quán Mỹ tại Hà Nội để họ sử dụng vào các mục đích tuyên truyền gây dư luận chống Việt Nam trên trường quốc tế. Vậy nên ngày 11 tháng 9 năm 2007, Phạm Văn Trội bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Khi trội ra tù vào ngày 11 tháng 9 năm 2012 thì đến tháng 4 năm 2013 đã cùng Nguyễn Văn Đài thành lập Hội anh em dân chủ dưới dạng một group trên Facebook. Trong năm này Trội và Đài là hai người cùng đại diện cho Hội Anh Em Dân Chủ để ký tên dưới các văn bản mang danh tổ chức. Sau khi Đài bị bắt thì Trội và Nguyễn Trung Tôn tiếp tục đại diện cho Hội Anh Em Dân Chủ trong phần chữ ký và điều quan trọng nhất là Trội nắm quyền giữ quỹ và phân phối tiền của tổ chức này. Theo các bài viết được tiết lộ trên page đồng hành với No You cho thấy, vì gian lận tài chính mà trội bị đồng bọn tố cáo, bị mất uy tín, loại khỏi vị trí chủ tịch hội, định công móc với Nguyễn Xuân Nghĩa mới nhập hội, đề Nghĩa lên làm chủ tịch thay mình để ông ta giữ chắc cái vị trí thủ quỹ của hội, nhưng bị đồng bọn bắt thóp nên vỡ trận. Theo tiết lộ của thành viên bất mãn trong hội này, nhờ nắm tiền của tổ chức mà sau khi đài nhập kho, trội xây được căn nhà khang trang bề thế. Điều đặc biệt hơn, ở Phạm Văn Trội là ông này còn dẫn dắt được cô em vợ là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh trở thành thành viên tích cực của Hội Anh Em Dân Chủ. Điểm sốc hơn là cô em vợ lại từng là người thần tượng trội và thất vọng vì chị gái mình đã lấy được người trong mộng. Bởi vậy, khi trội nhập kho lần hai, cô này đã nhanh chân trốn ra nước ngoài, đăng bài trên Facebook mặt sát bôi nhọ chị gái của mình, bất chấp anh rể đang trong tù, cần làm truyền thông để lấy sự ủng hộ từ dư luận. Qua những sự kiện trên, có thể thấy ông Phạm Văn Trội là một trợ thủ đắc lực, thân thiết của ông Nguyễn Văn Đài và là một sáng lập viên quan trọng của Hội Anh Em Dân Chủ bên cạnh ông Đài. Sau khi ông Đài bị bắt, ông Trội tiếp tục là một trong những cấp chỉ huy cao nhất của tổ chức, nên dễ hiểu việc ông ta nhập kho theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự cùng với 9 thành viên khác là xứng đáng.